Dịch xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người. Trời ơi, mọi người ơi, nhìn mặt mày của em nó bơ phờ luôn rồi nè. Mọi người thấy phía sau lưng là gì không? Khoe với mọi người một cái này nè. Ngày hôm qua là có ngồi mai á, xong có nói với mọi người sơ sơ á. Thì ngày hôm nay em Thư đã làm xong rồi, tranh thủ mấy đứa nhỏ nó đi ngủ rồi á. Cho nên á hả, mày mò làm để sáng mai bất ngờ cho tụi nhỏ đó. Hôm nay đi làm về xong rồi cái đi với tụi nhỏ đi chợ đó mọi người, xong đi mua mấy cái đồ này nè để mua mua quà, mấy cái quà nhỏ 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 thôi để bỏ vô trong những cái gói quà này nè. Thì hôm qua là mình đã may những cái túi như thế này nè. Bên Thụy Điển cái bên đây á, là nó có cái gọi là Yule Calendar, làm từ ngày 1 cái đến ngày 24 tây. Thì bình thường á là tụi mình hay mua mấy cái sẵn ở trên tivi á mọi người. Nhưng mà hôm nay năm nay em Thư tự suy nghĩ ra cho nên tự may mấy cái túi nè. Cái túi này thì hồi nãy đi chợ thấy người ta có bán sẵn cho nên mua. Em Thư cũng may được 12 cái túi. Xong rồi đuối quá thôi mua luôn 12 cái túi còn lại. Thì đây, những cái túi này là mới vừa mua tức thì luôn á mọi người. Người ta có cái vải đẹp á, lấp lánh á mà cũng rất là rẻ, có 10 đồng tiền Thụy Điển à. Thôi mua luôn đi khỏi may cho nó mệt. Thì trong mỗi cái túi như vậy là một cái phần quà nhỏ nhỏ, ba phần quà lận cho ba bạn. Ba phần quà ở trong đây á. Để ngày mai mấy bạn đó tự mở á mọi người. Thì nè, ngày 1 tây nè, ngày 2 tây nè. Rồi xong rồi mình để tùm lum hết trơn á cho mấy bạn đó tự tự đi tìm của nó nằm ở đâu. Còn cái này á là em Thư tự đan á mọi người. Đan ra để trang trí. Ông già Noel hơi bị lỗi chút xíu nha. Để trang trí vô Noel. Rồi hồi nãy về tao nói vừa nấu cơm vừa ngồi móc len đan, mới vừa học được cái kiểu mới á, móc mấy cái trái tim nè, xong rồi móc được mấy chục cái trái tim, 24 cái trái tim nó cũng máng lên vòng vòng xung quanh mấy cái cây thông này luôn. Trời ơi, tao nói sao mà đi làm về rồi không biết năng lượng ở đâu mà xuyên quá trời luôn. Vì các con á, vì các con thân yêu, bây giờ là 11:30 đêm Vẫn chưa có trang trí nhiều cái đồ Noel nữa mọi người, nhưng mà mới vừa làm sơ sơ được nhiêu đó thôi đuối quá rồi. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi đó mọi người, thôi bây giờ đi lên đi ngủ. Sáng mai sẽ quay mấy bầy dịch đó, nó dậy giá đều nó xuống dưới đây đó, xem coi cái biểu cảm của mấy bạn nhỏ sẽ như thế nào, ha. Ông bà cô chú anh chị và các bạn đợi nha. Chúc mọi người ngủ ngon, bây giờ em Thư đi ngủ đây. Bắt chào cả nhà. Tiếp ta papa, coi là do pha đấy nè. Dồi ơi, đẹp quá, giỏi quá. Through the don't scribbly glot, mon. Let them see it. And a bra idea. Sorry, First gång, hoppas det blir bra. Det är spännande, det är olika present i den. Små, små bara, inte så jättestor. Men ja, det blir roligt. Đi ngủ. Đi ngủ. Đi ngủ nha. Chào buổi sáng cả nhà. Chào buổi sáng cả nhà. Sáng sớm ngày hôm nay hai vợ chồng mình là ngày đầu tuần, cuối tuần đầu tiên á là được nghỉ cùng với nhau á, thì bây giờ mấy đứa nhỏ nó cũng sắp sửa nó dậy rồi, bây giờ mình sẽ đi ra nghe tiếng mấy đứa nhỏ nó xuống rồi nè mọi người. Đợi tụi nhỏ nha mọi người. Tối hôm qua đó làm cái này nè mọi người, xong mấy đứa nhỏ nó đi ngủ rồi, bây giờ nghe tiếng tụi nhỏ dậy rồi nè. Sophia, Julia, Alice đâu? Đi ra đây má, mà có bất ngờ, có ơ và đặt nỉnh cho con nè. Không, đi xuống đây. Đẹp không? Năm nay má ma làm special đặc biệt cho tụi con, nó view calendar đó con coi coi. Ơi từ từ, chưa chưa mình đi vô mình ăn sáng đi rồi hả mẹ mở quà sao? Ngày hôm qua là ngày 1 tây á mọi người, nhưng mà không có mở quà kịp tại vì làm không có kịp á, đi làm về không có kịp, cho nên hôm nay mỗi đứa được mở một phần quà. Thôi đừng có bóp vô, đừng có bóp ấy, rồi xong rớt của mẹ luôn rồi. À, thôi đi ra đi ăn sáng đi, ba ba với mẹ làm xong đồ cho con rồi, đi ăn sáng xong rồi mình mở quà nha. Cảm ơn mẹ. Ok, con đi ăn sáng đi rồi xong đi mở quà nha.
Cái sân sau nhà mình nó tuyết nó phủ trắng xóa hết trơn luôn nè mọi người. Cái dấu ở dưới trên tuyết đó là mấy cái con hươu, con nai á, mấy cái con thú rừng á. Ở đây nó đi nhiều lắm luôn á mọi người. Nhà mình nằm ngay trung tâm nhưng mà kiểu giống như là mỗi một cái tòa nhà nó sẽ có một cái khu rừng á, thì mấy con nai nó đi nhiều nhiều lắm lắm luôn. Nó đi nó kiếm mấy cái trái táo rụng ăn á. Cái táo nhà mình rụng sạch trái hết trơn rồi. Đó, mỗi một ngày như vậy á, là ở trên TV á, mọi người nó sẽ chiếu một cái All Snit, là một cái tập của cái Noel á. Thì hôm nay là ngày hai tây thì người ta chiếu tập số 2 rồi, sẽ mở mở cái cửa sổ ở trên cái này nè, cũng mua đâu cái này á hả? À, ngày hôm nay mở cái này nó ghi gì vậy? Sliva Bornstein. Mua lẹ à, cái này là cây steel đó, cái cục đá ngày hôm qua con coi đó, cái ông đâu ông lấy cái cục đá. Ok, hai chị em mở từ 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 đó, mở ra được không? Chị ba sao mở cái mở ra được liền vậy, chị hai sao không biết mở hả chị hai? Đây đây để mẹ coi coi, mẹ buộc chặt quá hả? Đâu nè, con cẩm này nè, thích ta. Con cẩm này nè, con giật ra thôi, đó là nó rớt ra. Rồi cầm đi. Rồi đi ra đây mở cho ông bà cô chú coi nha. Rồi lên lên ghế ngồi đi. Rồi mở quà đi, coi có cái gì trong đó. Thấy không? Bình thường á thì mở mấy cái kia không có cái gì ăn hết. Còn của chị hai là cái gì? Chị hai nói ông bà cô chú xem đi. Sao móng tay đi đòi cái màu hường á, ông bà cô chú anh chị ơi, xong á hả, tới Noel rồi thôi mua cho chơi sơn móng tay rẻ rẻ đấy. Thích ăn bánh này à? Bánh này là bánh gì con biết không? Bánh này là bánh gì? Bánh gạo. Bánh của Hàn Quốc á. Hôm qua ba Mít đi chợ, đi làm ở Jetboy Boy, xong ba Mít đi vô trong Jetboy Boy, ba Mít mua đem về cái bỏ vô trong đây cho trời ăn luôn. Mua ở ngoài cái view calendar ở ngoài á, con có nhớ là hồi năm ngoái cái view calendar con được cái gì không? Ở ngoài người ta bán á, con mở cái lúc cảnh á, có cái gì ở trong đó? Waffin si sô-cô-la. Còn cái này á hả, mama có nhiều cái bất ngờ và đặt nến cho tụi con lắm, nhưng mà tụi con không có được mở ra coi trước nha, không có được ăn gian nha, không có phút cả nha, ok không? Đi sơn móng tay hả? Chiều nay ở gần cái nhà ông bà nội, chính giữa nhà mình với nhà ông bà nội sẽ có một cái lễ hội mùa đông, rất là nhiều ông già Noel đi á, mọi năm nhà mình hay đi ra đó đó mọi người. Thì ok, sơn móng tay đẹp rồi bắt đầu chuẩn bị đi chơi hen. Hôm qua đi chợ á, xong rồi cái thấy nó bán mấy cái nón này này cũng dễ thương lắm, để đi đội, để đi đi thông tin Paradise là lễ hội của những ông già Noel. Có đèn á mọi người, để mình mở đèn lên cho mọi người xem ha. Ui, cầm một tay khó mở quá ta. Đây. Xíu lấp lánh lấp lánh. Hai chị lớn, hai bạn Hường này thì thấy đòi màu hồng, tính mua ba cái cho ba chị em ba màu giống nhau mà Alice không chịu. Alice lựa cái này nè ông bà cô chú anh chị ơi. Alice thích ông già tuyết. Let it snow. Bánh gạo ngon không? Ngon. Julia, bánh gạo ngon không? Ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Alice, bánh ngon không Alice? Bánh ngon không? Dạ ngon. Đó, bà cô chú xem con móng tay đẹp không? Bây giờ là hai bạn nhỏ sẽ đi học bóng ném. Julia con thương bà cô chú ơi, con đi học bóng ném đi. Julia qua đây. Con xin nghe bà cô chú.
Con đi học bóng ném. Con đi học bóng ném. Hẹn gặp lại. Con đi học nhanh. Hẹn gặp lại ông bà cô chú. Quả quần đâu? Từ vừa đến giờ anh không có. Mấy đứa nhỏ có thôi. Anh không có, anh già rồi anh Quýt ơi. Ôi giời ơi, buồn quá. Buồn quá. Ok, du phu en special present sender. Đó, stay the fire để rồi du phu the special present. Tội nghiệp. Hả? Stay the fire. Anh kêu em cũng đi dọn dẹp đi nha, đứng hoài hoài. Quá, khang nghe, ơi. Hôm nay là cuối tuần á, cho nên đó hả, hai đứa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để trang trí Noel đó mọi người. Thì trước Noel nó bày cho cố ra, bày càng nhiều càng tốt, nhìn cho nó tiếng Thụy Điển nó kêu là mi xịt, là ấm áp và thích quá. Bày nhiều xong rồi qua Noel ha, tao nói dọn cũng mệt nữa, nhưng mà cái cảm giác rất là vui ha. Phía bên ngoài nè mọi người thấy không, tuyết phủ trắng xóa hết rồi, cái ở trong đây mà mình làm mà xanh xanh đỏ đỏ rồi đèn chiếu đồ này kia vô rất là ấm áp luôn, rồi xong rồi đốt thêm cái lò sưởi ở đó lên nữa là tuyệt vời ở mặt trời luôn. Thì bây giờ thôi em thư với anh Mít tranh thủ để dọn dẹp hút bụi lau nhà rồi lau hết mấy cái cửa sổ rồi này kia rồi thay màn rồi làm xong rồi sẽ quay cái thành quả lại cho mọi người ha. Em Thư xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây đi, hôm nay không có thời gian nhiều quá mọi người. Thì hứa luôn là sau hôm nay là em Thư sẽ dành nhiều thời gian cho YouTube hơn nữa, để giống như là để ra nhiều cái video chất lượng cho ông bà cô chú anh chị xem về Thụy Điển, về phong tục Thụy Điển, về con người Thụy Điển nhiều hơn. Bye bye mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 tối ngày mai. Bye bye mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại.